Trung xin được chào đón quý vị khán giả cùng đến với chương trình Giác quan thứ 6. Chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa chủ nhật hàng tuần trên VTV3, Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa thôi thì một mùa xuân mới, một cái Tết cổ truyền nữa lại đến với đất nước, đến với dân tộc của chúng ta. Và lúc này thì mỗi một con phố, mỗi một gia đình đang rộn ràng không khí đón xuân. Và chúng tôi tin rằng cũng có rất nhiều những quý vị khán giả đang ngồi trước máy thu hình rộn ràng chờ đợi chương trình Giác quan thứ 6. Và ngày hôm nay, sức mạnh của lý trí hay linh tính của trực giác sẽ giúp người chơi vượt qua các thử thách trong chương trình. Chúng ta hãy cùng chờ đợi trong giây lát, nhưng bây giờ là lúc hãy cùng gặp gỡ với hai người bạn, hai người đồng hành của tôi trong mỗi chương trình Giác quan thứ 6. Hãy cùng chào đón Quang Trung và Puka. Sao hôm nay em chọn màu này? Dạ hôm nay tại vì sắp Tết rồi anh, cho nên là em muốn hóa trang thành cái bao lì xì. Nhưng em yên tâm đi, tuổi em thì sẽ không còn ai lì xì đâu, mà tuổi của em sẽ mang lì xì đưa cho người khác. Dạ em biết điều đó. Quang Trung. Dạ. Hôm nay mặc có vẻ hơi ấm áp đấy. Em cũng có miếng màu đỏ nè. Không phải, Trung nó còn chơi Noel anh, mùa đông nó chưa qua tới mùa xuân. Em chơi Noel lay quá tới bây giờ, tại vì mùa xuân nước mình bắt đầu mát. Hy vọng là ngày hôm nay chúng ta sẽ có một người chơi thú vị để mang tới một không khí đúng là gần Tết. Mời hai em về vị trí đã. Dạ. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng làm quen với người chơi trong chương trình ngày hôm nay. Một người nghệ sĩ mà tôi tin là bước ra sân khấu luôn luôn mang tới không khí rộn ràng, ngay cả không phải là Tết. Một người có một cái sự nhanh nhạy, một cái sự thông minh mà theo quan điểm của tôi khá là hiếm có. Hãy cùng xem hôm nay anh ấy chơi như thế nào và trực giác của anh ấy có tốt hay không. Hãy cùng chào đón Lê Dương Bảo Lâm. Ý. Cô bé khác hẳn đây này. Bữa nay nhìn trang trọng quá. Đã đến rồi, gieo sạch 1000 hoa xuân đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim cất tiếng ca mọi nơi. Thưa quý vị, đó chính là không khí mà chúng tôi đã chờ đợi. Một không khí rất xuân và Tết. Cảm ơn bạn. Cảm ơn mọi người. Thôi thì mình chả phải chào hỏi nhiều nữa, bởi vì chúng mình quá biết nhau rồi. Dạ. Quý vị khán giả cũng đã biết Lê Dương Bảo Lâm rồi. Dạ. Nhưng đến với chương trình Giác quan thứ 6 thì nó khác với những chương trình khác, là vận động này, kiến thức này, thì chương trình này cần tới trực giác. Và bạn có phải là một người có trực giác nhạy bén hay không? Dạ có, em có đầy đủ hết trơn hết rồi. Ngày hôm nay thì với một đứa bạn và một đứa em thì tin chắc sẽ hỗ trợ anh Lâm thật là nhiều. Dạ. Nhìn cái mặt anh sợ quá, không hỗ trợ chắc không được đâu. Có vẻ như một lời gửi gắm đầy dọa nạt đấy. Yeah. Gây áp lực đấy, gửi gắm nhưng gây áp lực. Tôi đoán chắc là ở bên trong này là một bách hóa tổng hợp, đúng không? Cái IQ em ghê lắm. Vậy thì hôm nay hãy cùng xem cái IQ đó có phát huy được tác dụng hay không. Xin được mời Lê Dương Bảo Lâm về vị trí. Chúng ta cùng đến với chương trình Giác quan thứ 6. Đây là một chương trình dành cho những người chơi đến để vượt qua 5 vòng thi của chúng tôi. Những vòng thi này liên quan tới việc lựa chọn công việc tương ứng với những vị khách mời. Và chúng tôi có 5 gói tiền thưởng tương ứng với 5 vòng 1, 2, 3, 4 và 5, với các mốc tiền thưởng 1 triệu, 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu và 25 triệu sẽ được sắp xếp theo một quy luật hoàn toàn không thể biết trước. Trước khi mà chúng ta đến với những công việc của 6 khách mời hôm nay thì chúng ta hãy cùng gặp gỡ họ, những người đã dành thời gian để đến với chương trình trong những ngày cận Tết đây. Xin mời. Nhìn thoáng qua nhé, 6 khách mời này thì Lê Dương Bảo Lâm hãy đoán xem là họ có thể sẽ làm những công việc gì thì sẽ phù hợp. Số 1 mặc hơi cọc nha em ơi. Số 1 vẫn còn đang đi chơi mùa đông chưa qua được mùa xuân. Đúng rồi. Số 2 y chang em luôn, và bạn thân em hay sao kìa. Số 2, đúng rồi, số 2. Số 3 chắc làm văn phòng. Số 4 thì tư vấn về đất nền. Là làm bên cửa hàng lương thực thực phẩm. Dạ, số 5 thì tướng đẹp á, chắc làm PT hay là dancer đó, thấy mấy sợi dây mà ngay quần đó, em phong cách. Còn số 6. Số 6 chắc tiểu thương bán đồ đâu ngoài chợ ăn đông hay đâu đó. Đúng hết rồi, chúc mừng chương trình. Rồi, chúc mừng. Nào, thế còn Puka, em đoán là sẽ có những công việc gì ở đây với 6 khách mời? Sao nhìn số 3 cứ giống anh diễn viên anh Đức ạ?
em nhìn thấy ai anh cũng thấy giống anh Anh Đức như sao ấy. Chúng ta sẽ cùng đến với 6 nghề nghiệp tương ứng với 6 vị khách mời ngày hôm nay. Xin mời. Chúng ta có ca sĩ nhạc cổ điển, có múa lửa. Này, cái này tôi thấy là hình như là cũng là chuyên môn của Lê Dương Bảo Lâm đấy nhá. Vậy là hồi nữa chọn cái đó anh lên múa để làm nút vàng YouTube. À, tôi thấy rồi. Vũ công popping, cứu hộ chó mèo và bác sĩ nha khoa. Đó chính là 6 công việc của 6 khách mời. Và trước khi đến vòng 1, tôi xin được nhắc với người chơi, bạn sẽ có 3 trợ giúp. Đó là hỏi nhanh đáp nhanh trong vòng 1 phút, hỏi những câu hỏi thật thông minh nhưng không được trực diện. Vì nếu như câu hỏi trực diện và làm lộ thân phận của khách mời, họ có quyền không trả lời. Trợ giúp thứ hai đó là loại bỏ những người không cùng với công việc mà bạn đã chọn. Trợ giúp cuối cùng đó chính là ngôi sao may mắn để nhân đôi số tiền thưởng nếu như bạn đã chắc chắn với lựa chọn của mình. Để cho mọi người còn hiểu rõ hơn về 6 khách mời này, chúng tôi xin được mời các bạn sẽ lần lượt tự giới thiệu về mình. Đầu tiên đó là số 1. Xin chào, mình là Phương Uyên. Các bạn có thể hình dung con người của mình qua 3 từ: khéo léo, hoạt bát và tình cảm. Sở thích cuối tuần của mình là đi cắm trại và leo núi. Hãy cùng đón xem mình là ai nhé. Một phần giới thiệu rất tự tin. Số 2. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Thái Hòa. Mình là một người rất nhạy cảm và có thể đoán tâm lý người khác khá là dễ dàng. Trong những lúc rảnh rỗi thì mình thường lấy xe máy đi một mình để ngắm cảnh, hoặc có thể ngồi ở một quán cà phê nào đó để đọc sách, để ngẫm nghĩ về cuộc đời. Các bạn hãy cùng đón xem mình làm nghề gì. Bảo sao nhìn bạn nó có cảm giác như lúc nào trong tình trạng đang nghĩ cái gì. Lúc nào cũng cảm giác là đang sống với một thứ gì đó đang ở ngoài kia chứ không phải ở trước mặt. Cái giọng hơi trầm buồn nhanh nha. Tết xuân về rồi, vui tươi lên nào. Không cười luôn kìa. Cười luôn. Cười. Mà số 1, số 2 cái giọng hay quá. Giọng hay. Dạ. Nào, hãy cùng xem số 3. Xin chào các bạn, mình tên là Tuấn Anh. Mình đã lập gia đình. Sở thích của mình là nghiên cứu về các đồ điện tử, công nghệ và đặc biệt là ô tô. Các bạn hãy đoán xem mình làm công việc gì nhé. Số 4 mới thú vị đây, xin mời. Mọi người ơi, mọi người ơi. Mình là Uyên Như. Mình được mọi người nhận xét là một người đa sầu đa cảm, nhưng mình luôn lạc quan với mọi vấn đề. Sở thích của mình là ăn uống và mong muốn được nếm tất cả các món ăn trên thế giới này. Mọi người hãy đoán xem mình là ai nhé. Dễ thương. Còn bây giờ sẽ là số 5. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Minh Tuấn. Và sở thích của mình là nghe nhạc và xem phim. Mọi người hãy đoán xem mình là ai nhé. Rất thần thái đi nha. Bây giờ sẽ là số 6. Mình tên là Hoàng Nam. Sở thích của mình là chơi các bộ môn vận động, ví dụ như là cầu lông và bóng đá. Và màu sắc yêu thích của mình là màu trắng và màu đen. Mình mong là người chơi sẽ dựa vào các giác quan của mình để đoán xem mình làm nghề gì nhé. Yeah. Và trước khi đến với vòng 1 cũng như lựa chọn của người chơi, chúng tôi xin mời quý vị khán giả nghỉ ngơi trong ít phút. Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6, và đây là vòng 1 của chương trình được mang tên Ấn tượng đầu tiên. Bây giờ là lúc mà Lê Dương Bảo Lâm sẽ lựa chọn gói tiền thưởng mà mình có thể sẽ nhận được khi vượt qua vòng 1. 1, 2, 3, 4, 5. Bạn muốn lựa chọn? Em chọn số 2. Số 2. Số tiền là bao nhiêu chúng ta sẽ biết khi mà bạn đã đưa ra lựa chọn của mình và biết kết quả là đúng hay sai ở vòng này. Còn bây giờ bạn sẽ lựa chọn một trong 6 công việc để lựa chọn khách mời tương ứng. Em chọn nghề bác sĩ nha khoa. Bác sĩ nha khoa. Bây giờ theo bạn, khách mời nào sẽ tương ứng với cái nghề này? Bây giờ trước mặt em làm bác sĩ nha khoa, thứ nhất là tính về cái tuổi là chỉ có anh số 3 và chị số 4. Có được kêu người ta nhe hàm răng ở đường không anh? Kêu người ta nhe hàm răng ở đường không anh? Tôi rất là mong anh chị số 3 và số 4 là có thể cười một cái cho mọi người được nhìn nào? Thấy. Cười. Số 3 anh số 3 cười hay răng? Rồi. Buka, em tư vấn giùm anh đi. Theo như kinh nghiệm vốn sống của em có, vâng, thì nếu đã gọi là bác sĩ thì chắc chắn là phải lớn tuổi. Đúng. Em nhìn lên đó thì em thấy anh Đức của em. Đúng. Anh số 3 đó có vẻ là bác sĩ nha khoa. Đúng. Nhưng mà ai quy định bác sĩ nha khoa phải là người lớn tuổi?
đúng không? Những người vừa ra trường tốt nghiệp và người ta làm cái công việc bác sĩ thì người ta vẫn gọi bác sĩ chứ ai gọi là chú sĩ hay cô sĩ đâu. Cái đó là y tá. Cái đó là y tá em. Không, y tá thì người ta học dược chuyên ngành về y tá. Em có vô làm răng không? Y tá là vô khi mình làm răng là chỉ đưa mình cái ly ngồi súc miệng thôi, không được làm gì hết. Cái vấn đề là mọi người chưa làm bác sĩ nha khoa trẻ tuổi, mọi người chưa biết. À, chứ không phải là người ta học bác sĩ là người ta phải lớn người ta mới học được. Cái này thì anh hoàn toàn ủng hộ Quang Trung bởi dạ. vì anh hàng năm thì đi kiểm tra răng 1 đến 2 lần thì anh cũng đã gặp rất nhiều các bạn sĩ trẻ mà là dạ. nữ là lấy cao răng cho mình này, rồi kiểm tra các chỗ sâu cho mình này hoặc là hàn cho mình này. Dạ. Thì đều là những bác sĩ trẻ. Dạ đúng rồi, chị y tá là khác nữa anh. À, em nghĩ là có khả năng là anh số 2 nữa. Bên cạnh anh số 3 thì anh số 2 cũng rất có khả năng. Không, giống số 2 thấy cái giọng rất là trầm ấm. Buồn, mặt buồn quá. Mặt rất là buồn, mà mở nha khoa ra mà mặt quào như vậy là không có khách. Em chọn anh số 3 là bác sĩ nha khoa. Hãy bấm chuông nếu như em đã chốt. C. C. Đại C. Bằng những phân tích liên quan tới nhận thức của mình thì Puka và Lê Dương Bảo Lâm có đúng hay không ở vòng 1? Xin mời. Chính xác. Hay quá Puka. Làm sao có thể mà qua mắt được anh em nhà ta. Múa điều cũng thợ ba hàm răng sứ nè. Trời ơi, ba hàm rồi đó anh. À, ba hàm rồi à? Dạ. Tại sao làm thế nào mà lần ba lần mới được? Tại vì em làm theo trend. Có nghĩa là năm 2007 nó ra kiểu con thỏ. Răng thỏ, đúng thì rồi. Em làm con thỏ. Rồi. Nó ra kiểu răng cá tính thì em làm kiểu răng cá tính. Cái bộ đây là bộ gì đây? Bộ đây cái răng nhu mì. Tại vì mặt em dữ rồi em phải làm bộ răng nhu mì cho nó cân bằng lại. Cái mặt nó hiền lại. Vẫn không thấy hiền. Cười cười cho có nét nhu mì coi. Và bây giờ là lúc chúng ta hãy cùng xem là gói tiền thưởng số 2 bao nhiêu tiền. Yeah. Xin mời. 1 triệu. Trời ơi. Vâng, như vậy là Lê Dương Bảo Lâm đã có số tiền 1 triệu đồng. Có đâu mà anh, thấp nhất thôi mà. Chúng tôi xin được mời khách mời ở vị trí số 3 thì lên phía trên ạ. Xin được cảm ơn anh đã đến với chương trình. Anh có nghĩ là mình bị đoán nhanh và sớm như thế này không trong công việc của mình? Mình cũng không ngờ là Lê Dương Bảo Lâm lại có thể đoán mình nhanh như vậy. Chắc là có kinh nghiệm đi làm nha khoa nhiều rồi. Thực ra mà nói là đúng là nếu mà cái tướng đạo mạo mà chỉ cần tưởng tượng là mặc cái áo blue trắng vào ấy, thì trông anh là có cái dáng nhất. Tất nhiên chúng ta không thể nhìn mặt nó bắt hình dong được tất cả mọi người. Nhưng mà cái cách mà anh đứng thì cũng đã phần nào đã nói lên rồi. Cảm ơn anh. Chúc anh sẽ có thật nhiều khách hàng và anh sẽ mang tới nhiều hàm răng đẹp cho những khách hàng của mình. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6. Chúng ta cùng đến với vòng thứ 2 được mang tên Cảm quan. Lê Dương Bảo Lâm lúc này đang có số tiền thưởng là 1 triệu. Bạn đã đúng ở vòng đầu tiên nhưng hơi tiếc tiền thưởng thì hơi ít. Yeah. Nên bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn các gói tiền thưởng tiếp theo. Nhưng yên tâm, nhỏ nhất đã có rồi. Dạ. Thì bây giờ sẽ là 5 triệu trở lên. 5 triệu lên. Số 6. Hello. Số... Làm gì có số 6. Cái bé Trung này. Cái này là em number one số 5 nha. Số 5. Bé Hoàng Trung này. Như vậy là số 5. 5. Và chúng ta cùng gặp lại những vị khách mời đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời. Chúng ta đang còn lại số 1, số 2, số 4, 5 và 6. Bạn sẽ lựa chọn công việc gì trước khi lựa chọn khách mời? Em xin chọn vũ công popping. Vũ công popping. Trong vàng 5 bạn ở đây, cái dáng mà để ra dân nhảy nhất là cái bạn số 6. Đúng rồi. Yes. Thân hình mảnh mai, cộng với cái đầu tóc mà vàng vàng thì những anh mà hay nhảy cái đầu rất là chất, đồ, tay, chân, đồ, đó, đeo cái vòng ngay tay phải không? Mà cái phong cách mặc đồ cũng vậy luôn, ở trong là áo trắng, ở ngoài là áo khoác để cho dễ cử động đồ. Và em nghĩ anh số 6 là vũ công Bob Bình. Puka, lần này bạn có đồng quan điểm với Lê Dương Bảo Lâm không? Tụi em cùng thời cùng lứa. Và tụi em cùng suy nghĩ. Hay quá em ơi. Trung. Em cũng nghe anh số 6. Cái anh số 6 này em cảm giác là dễ nhìn nhất. Bạn có 3 quyền trợ giúp chỉ được dùng. Đúng rồi, sử dụng đi anh. Trước vòng 3 bạn muốn sử dụng quyền nào không? Loại đi, loại nữa đi. Loại nữa.
Loại một nửa hả? 50-50. Em loại một nửa. Như vậy là loại đi những khách mời không làm nghề vũ công popping. Số 2 và số 4. Chỉ còn 1, 5 và 6. Dạ, vậy số 6 rồi. Vậy thì bạn bấm chuông để chốt. Chốt. Bây giờ kết quả. Chính xác. Anh nói gì mà không nói hả? Đúng là Tết đến xuân về, mùa xuân tới nên là son lắm. Dạ. Và vấn đề quan trọng nữa là nếu bạn không đặt ngôi sao may mắn thì bạn có tiếc hay không? Dạ không, còn nhiều dòng nữa mà. Vậy thì hãy cùng xem số tiền. Quá. Như vậy là chúng tôi xin được chúc mừng Lê Dương Bảo Lâm. Bạn có thêm 5 triệu nữa trong tiền thưởng của mình. Trong quỹ tiền thưởng 6 triệu. Xin được mời khách mời số 6 tiến lên phía trên. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Bây giờ là lúc bạn hãy giới thiệu lại mình một lần nữa, kỹ hơn về công việc của mình, thời gian mình đã làm công việc này cho mọi người được biết. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Mình xin giới thiệu lại, tên mình là Hoàng Nam ha. Thì mình làm cái nghề này cũng được gọi là mình theo đuổi nó được 8 năm rồi. Thì cái nghề bộ môn popping này thì lúc trước á, thì sẽ không có nhiều người biết đến. Nói thẳng là rất là ít người biết, có khi là họ coi nó giống như là một cái trò hề hay là một cái siết gì đó. Họ không có coi trọng nó nhiều. Bắt đầu là từ năm 1975 trở đi, nghề đó mới bắt đầu là nó hình thành ra ở bên Mỹ. Là phong trào popping bắt đầu hình thành và nó mới du nhập qua nhiều nước khác nhau. Thì mình biết đến cái thể loại popping này là vào khi mà mình lúc đó là vào năm 2010, là mình coi mấy cái video trên YouTube thì thấy họ nhảy mấy cái đường sóng đồ, đi robot đồ, thấy hay nhưng mà mình không biết đó là gì. Thì mình mới lên mạng search, mình tìm hiểu, mà thời đó kiến thức này nọ người ta không có rõ ràng thì mình phải tự tìm thầy mà học. Thì sau đó là mình mới biết là popping là nó là mình sử dụng cơ bắp trên người mình kiểm soát các nhánh cơ người bằng não bộ của mình truyền xuống. Cái đó người ta gọi là pop. Rất nhiều môn nghệ thuật trên thế giới chúng ta có thể biết, nhưng để chuyên sâu nó, để biến nó trở thành một nghề, chúng ta luôn luôn cần phải tìm hiểu. Và đặc biệt là cơ bản, tất cả mọi nghề trong cuộc sống, đặc biệt là nghệ thuật, chúng ta phải biết cơ bản. Bởi vì từ cơ bản chúng ta mới có thể biến tấu nó trở thành một cái gì đó riêng hoặc là khác biệt. Popping ở Việt Nam sẽ cần những người như em để có thể tạo ra những nền tảng trong tương lai cho các bạn trẻ, những người mê popping giống như em. Và mỗi một sự đam mê sẽ tạo nên nguồn cảm hứng cho những người xung quanh. Và bây giờ là lúc chúng tôi sẽ cùng mời quý vị khán giả hãy đến với phần trình diễn đặc biệt này của vị khách số 6. The musical evolution has ended. We control the sound. It's time you all got down. We bring you electrophonic. Thong, 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 thong.
Xuất sắc, cảm ơn em, cảm ơn Hoàng Nam rất nhiều, tuyệt vời. Quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6 và đây sẽ là vòng 3 của chương trình được mang tên Trực giác. Chúng ta đang có người chơi Lê Dương Bảo Lâm trong chương trình hôm nay, một người chơi rất xuất sắc. Hai vòng thi đầu tiên đã dễ dàng đoán ra khách mời nào với công việc gì. Tổng tiền thưởng đang có 6 triệu. Bây giờ là cơ hội để bạn nâng tiền thưởng lên một con số có 2 chữ số. Bạn sẽ lựa chọn gói nào? Số mấy Trung? Số 3. Số 3. Xin mời số 3. Nghề nghiệp đó là múa lửa. Múa lửa. Hãy cùng gặp lại những vị khách mời của chúng ta. Xin mời. Chúng ta còn 1, 2, 4 và 5. Lựa chọn của bạn sẽ là gì? Số 4 là múa lửa không được rồi nè. Số 2 thì múa lửa thì nó sẽ bị cận mà không nằm múa lửa được. Buka, em nghĩ là ai Buka? 2, 3, số 5. Đó là chàng vũ công múa lửa. Tại vì sao? Tại vì thân hình của anh ấy rất hợp với múa lửa. Trong trái tim sâu thẳm của Lâm là Lâm chọn số 5. Chắc chưa? Chắc. Chắc đúng không? Dạ. Bạn đặt ngôi sao may mắn cho vòng này chứ? Vòng này múa lửa số 5. Số 5, bấm chuông. Đặt ngôi sao, đặt ngôi sao. Đặt ngôi sao may mắn. Đặt ngôi sao may mắn luôn. Xong. Tất cả mọi thứ dùng số 5. Chúng tôi sẽ chốt đáp án công việc múa lửa cho khách mời số 5 và người chơi đặt ngôi sao may mắn. Hãy cùng xem. Trước hết là kết quả đúng hay sai. Chuyên môn của một người đã từng làm công việc này. Tôi nghĩ là hôm nay cận kề Tết nên có vẻ như là suôn sẻ. Ừ, mọi người có vẻ lì xì Lê Dương Bảo Lâm. Dạ. Rất là nhiều đấy. Thôi thì hôm nay là ngày của em. Dạ. Hình như lần nào em gặp anh em cũng may sao ấy. Thôi em tới. Cũng đúng thôi. Em thách anh hơn hôm tới cuối không? Đầm ấm yên vui luôn. Sớm về hạnh phúc. Yeah. Hãy cùng xem số tiền thưởng là bao nhiêu. 25 triệu xỉu. Cũng được, cũng không được. Sao cả. Như vậy là bạn sẽ có 10 x 2 bằng 20 cộng với 6 là tổng 26 triệu tiền thưởng. Yeah, mua cao. Lê Dương Bảo Lâm, anh hay lắm luôn á. Anh bắt là 1, 5, 10, một lát sẽ là 15 và cuối cùng là 25. Trời ơi, kì hay vậy tự luôn. Tự lên kìa. Xuân sẻ luôn. Xuân sẻ luôn. Nào, bây giờ là lúc chúng ta hãy cùng gặp gỡ với vị khách số 5. Xin mời bạn. Em vào nghề và làm nghề được bao nhiêu lâu rồi? Dạ tính theo nghề múa lửa khoảng 10 năm rồi ạ. 10 năm. Lúc trước thì em hỗ trợ cho nghệ sĩ Mỹ Kim cũng làm múa lửa. Sau này thì hai anh em kết hợp để cho khán giả ở Việt Nam chúng ta có những màn múa lửa lạ. Thực ra mà nói thì cái công việc múa lửa ở Việt Nam không có nhiều người, bởi vì nó cũng đòi hỏi những kỹ năng khá là khác biệt. Yeah. Và bên cạnh những cái mọi người nhìn thấy các bạn rất là hoành tráng, rất là đặc biệt trên sân khấu, thì tôi tin là nghề nào cũng vậy, luôn có cái góc khuất ở phía sau, có những sự khó khăn và vất vả. Và bạn có thể chia sẻ một chút cái khó khăn mà bạn gặp trong công việc này không? Dạ, đối với cái nghề múa lửa, khó khăn em nghĩ ở đây cái người hiểu nhất là anh Lâm ạ. Khi mà mình biểu diễn lửa thì sợ nhất là gió. Khi mà có gió là không bao giờ biểu diễn được. Và cái đáng sợ nhất trong nghề này là gì? Dạ bị bỏng mà. Là bị bỏng. Không, em nghĩ bỏng cái cổ họng á. Dạ cái đó là sau này thôi ạ. Còn sau cái hiện tại là bỏng là cái mình phải lãnh trước tiên. Còn cái về cái cổ họng mình là cái bệnh hậu sau này. Bệnh hậu chắc sau chắn này là những người nghệ sĩ múa lửa sẽ bị.
Thường thường á, dù nếu như mà nữ bây giờ là ít phun xăng, nhưng mà nam nếu mà biểu diễn mà muốn đẹp những event lớn là phải phun xăng cho hiệu ứng nó đẹp. Và khi mà phun dầu hôi, phun xăng vậy nó ảnh hưởng rất là nhiều, nó vô cổ họng, nó thấm từ từ. Và Lâm nghĩ cái phỏng nó cũng bình thường thôi, bởi vì mình quá chuyên nghiệp rồi, mình có thể kiểm tra được cái mình có thể điều khiển được ngọn lửa, cho nên phỏng rất là ít bị. Chỉ sợ là cái sợ cái cổ họng thôi. Với cái trình độ của Tuấn lại Mỹ Kim bây giờ là cái trận độ phỏng rất là hiếm hoi. Cũng phải có anh, tại vì nói chung tai nạn nghề nghiệp mình không tránh khỏi được. Và bây giờ sẽ là phần trình diễn của vị khách số 5. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the songs, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable, oh yeah. I want the real stuff, everybody listen up. Cause I'll only say it once, I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back, yeah. Cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rising like a... Và thưa quý vị, xin được trân trọng giới thiệu hai nghệ sĩ múa lửa, hai trong số những người xuất sắc nhất Việt Nam, đó chính là Minh Tuấn và Mỹ Kim. Xin cảm ơn các bạn đến phần trình diễn vừa rồi, thật tuyệt vời. Chúng ta cùng quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6, và đây là vòng thi thứ 4 được mang tên Lập luận. Và chúng ta sẽ cùng đến với gói tiền thưởng mà Bảo Lâm lựa chọn 1 hoặc 4. Số 1. Bây giờ sẽ còn nhạc cổ điển, nút vàng YouTube và cứu hộ cho mèo. Trung, cứu hộ cho mèo. Buka, nút vàng YouTube. Ca sĩ nhạc cổ điển. Ca sĩ nhạc cổ điển. Anh kỳ quá, anh đứng kia em là em nữa. Hãy cùng gặp gỡ với ba vị khách cuối cùng của chúng ta. Xin mời. Chúng ta còn số 1, số 2 và số 4. Với những gì đã diễn ra, tôi tin Bảo Lâm sẽ lựa chọn số 2 là ca sĩ nhạc cổ điển, đúng không? Anh nói cái gì, anh nói gì, em còn biết nói cái gì nữa đâu anh. Thì anh đoán như vậy thôi. Anh đoán đúng không rồi đó. Anh đoán đúng à? Đúng rồi. Vậy thì em giải thích một chút đi, tại sao em lựa chọn số 2? Tại vì ban đầu em vừa mở miệng lên là em nghe cái giọng của anh nó rất là nội lực. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Thái Hòa. Đúng rồi, rất là nội lực, và nghe là chỉ có dân trong nghệ thuật mới có thể nói được những cái lời như vậy. Dạ. Yeah. Đúng không em? Rất đúng. Hồi nãy em nghe giọng là chị số 4, chị giọng chị thước tha, chị nó nhỏ lắm. Chắc chắn là làm công việc gì nó nhẹ nhàng hơn. Còn đối với cái nội lực mà để hát nhạc cổ điển là số 2, ngoại hình, mắt kiến, mái tóc, bộ đồ, bóc dáng thích, luôn, dốc dáng, nói chung chạy đâu cho thoát. Số 2 ơi. Như vậy là chốt số 2 đúng không? Chốt số 2. Ban bình luận thấy sao? Thôi, em rất hợp lý luôn. Với cái vẻ trầm buồn đó thì chị hát nhạc cổ điển à. Cổ điển 2, 3. Này, em mà hát thế tự nhiên là có một số chị ở đây lại tưởng có cứu hộ chó mèo. Rồi, nói gì nữa. Số 2, hiện nguyên hình. Bấm chuông. C. Bây giờ sẽ là kết quả.
chiến xem. Còn nói gì nữa. Chúng ta sẽ cùng xem gói tiền thưởng số 1 25 là bao nhiêu. Say. Xin mời. Wow. Rõ ràng mình đi từ thấp tới cao. Ủa gì kỳ vậy? Theo thứ tự luôn. Như vậy là tổng tiền thưởng lúc này mà Lê Dương Bảo Lâm đang có là 41 triệu. Trời ơi. Một số tiền tôi nghĩ là không hề nhỏ chút nào. Và tôi sẽ hỏi chuyện một chút vị khách số 2. Bạn ấy giới thiệu về mình một lần nữa cũng như công việc của mình và nơi bạn đang công tác. Xin chào tất cả mọi người, thì mình tên là Thái Hòa. Hiện tại mình là một ca sĩ hát nhạc cổ điển. Bạn đã học và theo cái công việc này được bao lâu rồi? Mình đã học nhạc cổ điển, chính xác là mình thích nhạc cổ điển từ lâu lắm rồi. Thật ra đã gặp anh Trung ở một lần vào năm 2014 ở ngoài Hà Nội trong một cuộc thi về sinh viên. Hiện tại mình đang sinh hoạt ở nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn Classical. Cũng như tham gia nhóm hợp xướng ở nhà hát lớn thành phố. Và bên cạnh đó thì có những hoạt động tự do về ca hát. Thật ra trước đó là hồi mà em gặp anh ở năm 2014 là lúc đó em còn đang là sinh viên Bách Khoa. Em học Bách Khoa? Khoa điện điện tử. Và sau đó tốt nghiệp trường Bách Khoa rồi thì thấy mình đam mê về âm nhạc nhiều hơn nên quyết định là chuyển hướng. Vỗ tay. Giỏi quá. Bạn sẽ là người kỹ sư hát hay nhất Việt Nam. Và tôi rất là muốn để xem sau 5 năm không gặp nhau và bạn đã tốt nghiệp của một trường nghệ thuật chuyên nghiệp như là nhạc viện thì cái năng lực và cái giọng hát của bạn sẽ như thế nào. Bạn có sẵn sàng biểu diễn không ạ? Vâng, rất sẵn sàng. Một tràng pháo tay.
Đúng là gần Tết rồi, nên là nghe nhạc hiệu chương trình, nhìn sang bên ban bình luận tôi lại thấy có cảm giác như là có một chuyến xe về quê hương. Em tưởng động đất á, nè. Đấy, đấy, một chuyến xe, như là một chuyến xe đó. Và cái đào nó cũng rung đó. Đó trời. Thế mới thấy là năng lượng của ban bình luận hôm nay phải nói là rất mạnh. Dồi dào. Được cốc hưởng thêm Lê Dương Bảo Lâm nữa, làm cho các bạn ấy lần đầu tiên đến lúc này đúng từ đầu đến cuối cùng với cả người chơi. Còn hai người mà anh. Anh em nhà người ta. Hãy cùng xem liệu họ có lập ra một kỷ lục trong chương trình Giác quan thứ 6 mùa thứ 2 hay không. Bởi vì chúng ta còn vòng cuối cùng thôi, được mang tên quyết định. Chúng ta còn gói tiền thưởng cuối cùng, đương nhiên nó là 25 triệu rồi. Xin mời số 4 mở ra. 25 triệu đồng. Vấn đề bây giờ chúng ta sẽ còn hai công việc: cứu hộ chó mèo và nút vàng YouTube. Bạn sẽ lựa chọn công việc nào để lựa khách mời phù hợp? Nè hai em nhỏ đáng yêu. Dạ. Bây giờ hai em tư vấn giùm cho một người anh coi là mình sẽ chọn cái nào. Tại vì bây giờ trong đầu là có hết trơn rồi, rồi bây giờ là giả bộ hả? Giả bộ thôi. Bây giờ giả bộ mình chọn nút vàng chó mèo đi anh. Cứu hộ YouTube rồi đi. Nói là biết ngu rồi. Thì ra là cái nào cũng biết hết trơn á. Giờ sao đây? Thì mình chơi sao cho vui nè. Xỉm tù xăm. Xỉm tù xăm. Xỉm tù xăm. Hai đứa làm đi, hai đứa là ô xin cho anh đi. Nút vàng YouTube. Em là cứu hộ chó mèo. Hai. Xỉm tù xăm ra cái rằm ra cái này. Xỉm tù xăm ra cái rằm ra cái này. Bà gái. Xỉm hai cái là thắng rồi. Cứu hộ chó mèo. Mèo. Nào hãy cùng gặp gỡ hai vị khách cuối cùng. Chúng ta còn số 1 và số 4. Nào bây giờ tôi nhường cho ban bình luận trước. Puka, số mấy nào? Tại sao cái bà số 1 bà đổi tóc giả? Tại vì nút vàng YouTube là người phải nổi tiếng. Đúng, phải được nhiều người biết. Ngụy đổi tóc giả là để sao? Để ngụy trang. Hôm nay mùa xuân, tại sao mặc áo mùa đông? Giấu cái gì sau lưng? Giấu cái gì ở trong đó? Nút vàng YouTube. Đúng rồi. Trời ơi, quá trời, biên tập còn non và xanh. Trời. Còn cái chị số 4 mặc rất là thân thiện. Tại vì Lâm thấy cái công việc mà cứu hộ chó mèo chỉ có tình thương xuất phát từ trái tim mới làm cái công việc này thôi. Chị số 4 là cứu hộ chó mèo. Và cô bé đội tóc giả này là nút vàng YouTube. Nếu đã chốt, hãy bấm chuông. Bây giờ là kết quả. Chính xác cả hai. Và thưa quý vị, một kỷ lục của chương trình đã được lập ra bởi Thánh Game Show. Bởi một người mà tôi đã giới thiệu từ đầu chương trình, rất thông minh, rất duyên dáng. Và lại còn may mắn nữa vì hôm nay có rất nhiều những nghề nghiệp liên quan tới kiến thức, tới cuộc sống của Lê Dương Bảo Lâm. Và điều quan trọng hơn cả, mọi người có biết không? Tiền 41 triệu cộng với 25 triệu. Đó là một con số cực kỳ đẹp. Nó phù hợp cho cái dịp mà chúng ta luôn chúc cho nhau những điều may mắn, tài lộc. 66 triệu. Triệu. Yeah. Tôi đang đứng cạnh hai vị khách mời cuối cùng. Hai người có hai công việc khác nhau. Tôi thì đã biết bạn là người bảo hộ chó mèo rồi. Cũng giống như Bảo Lâm nói, bạn có một gương mặt rất là hiền từ, thánh thiện. Wow. Và tôi rất là muốn một cái người đang khao khát có được cái nét thánh thiện hiền từ như bạn sẽ đứng cạnh bạn, mời Bảo Lâm đấy, làm cả bộ răng chỉ để mong gương mặt thánh thiện hơn thôi. Thì tôi nghĩ rằng là cứ đứng cạnh đó nhìn cái mặt là hiện lên thương động vật liền luôn á. Rất là dịu dàng đúng không? Và em đã làm công việc này được bao lâu rồi và tại sao em lại muốn làm việc này? Dạ, công việc này em đã làm là gần 5 năm rồi. Và ý định đầu tiên em làm công việc này là do em muốn giúp đỡ những bé chó mèo cũng như một số loại động vật khác. Và anh nghĩ rằng sẽ có rất nhiều bạn khán giả xem truyền hình ở đây sẽ đồng cảm với em. Bây giờ em có thể là mời bạn trai hơn 10 năm của em và bé chó em đã cứu cách đây 4 năm lên đây được không ạ? Đương nhiên là được rồi, xin mời. Người ta nói rằng nếu như tìm được một nửa của cuộc đời mình có cùng sự yêu thương, có cùng sở thích, có cùng đam mê thì đó là một hạnh phúc rất lớn. Các bạn có thể không phải là những người đẹp nhất, không phải là những người giàu nhất, nhưng tôi tin là các bạn là một trong những người hạnh phúc nhất khi tìm được nhau. Khi mà nhìn hai bạn biết ngay là một đôi, ai đồng ý ạ?
Nào hãy kể câu chuyện này. Dạ, bé này là bé BT, tức là viết tắt của từ Phan Thiết. Thì khi mà tụi em cứu thì bé bị ung thư tử cung và một cái bú rất là to. Và cái mùi của bé rất là nồng, khiến cho chủ của bé bỏ tại bãi biển Phan Thiết. Và tụi em đón về và phải hóa trị cho bé trong vòng là 4 tháng để mà bé có thể là khỏe mạnh như bây giờ. Và hiện tại bé là sư tỷ của trạm cứu hộ. Vậy cho cắn Puka cái đi, Puka. Ôi gì vậy? Em thích chó lắm. Nào thế thì mời Puka đứng cạnh đi nào. BT. Hỏi cưng quá à. Dễ thương. Là bé bao nhiêu tuổi mình biết không chị? Em nghĩ là khoảng tầm 4-5 tuổi. Hiện nay thì hai bạn đang nuôi dưỡng bao nhiêu chú chó, bao nhiêu chú mèo, các bạn có nhớ hết không ạ? Dạ, hiện tại thì bên em là gần 300 bé chó mèo và một số loại động vật khác nữa. Trời ơi, 300. Các bạn nuôi ở đâu? Dạ, em có một trạm, em thuê một cái nhà ở Bình Chánh. Và một nơi là nhà em quận 6 là để em để các bé chó bệnh. Còn ở Bình Chánh thì là các bé khỏe. Và đây là câu hỏi quan trọng này. Các bạn lấy kinh phí ở đâu? Đúng rồi, em để có thể duy trì một cái trạm với rất nhiều chó mèo như vậy. Thông thường thì em phải kêu gọi chi phí từ các mạnh thường quân hỗ trợ từ trên bay. Và một phần thì do tụi em đi làm. Tức là bên em sẽ kinh doanh về việc trang trí tiệc cưới và chụp hình cưới để có thể lo mấy bé. Nhưng mà có những lúc là gọi là thiếu hụt. Thì làm em với lại bạn trai em là phải sử dụng tiền cưới của mình để mà bù ra để lo chữa trị bệnh cho các bé vào thời gian đó. Và tôi muốn hỏi bạn trai của bạn ạ. Bạn có nhớ lần đầu tiên hai người gặp nhau như thế nào và đến ngày hôm nay thì có cái kỷ niệm nào đáng nhớ của hai bạn liên quan tới những chú chó và chú mèo không ạ? Em thưa anh, thưa tất cả mọi người, thì lần đầu tiên em thấy Như là em để ý cái nụ cười của Như nhất. Đúng rồi. Em bị sao xuyến với nụ cười đó. Và từ lúc em với Như biết nhau là khoảng là trong tầm 4 năm, tụi em mới bắt đầu là tiếp xúc với mấy chó mèo. Thì lúc đó thì đúng là kỷ niệm đó, là tại vì có em đi trước, nó là trưởng nhóm trước, xong em mấy em nó đi một hướng khác, nó nói là hợp lại là chị Như ơi, chị Như quản lý được không? Em sẽ giao lại cho chị. Mà lúc đó chỉ có, em nhớ là chỉ có tầm 13 bé, mà trong đó có 4 bé liệt, còn mấy bé còn lại là bị bệnh viêm da nặng lắm, không ai nhận á. Tại mấy em nó đi rồi, tụi em vô phụ dọn dẹp vệ sinh rồi cho nó ăn. Như nói là anh ơi, giờ mình bỏ thì mấy bé này đâu có ai nhận. Nhìn hai người có số phụ thuê ha, mặt giống nhau. Tôi đã nhìn là tôi thấy mà. Và tôi nghĩ rằng là không tự nhiên các bạn được gặp nhau đâu. Và tôi nghĩ các bạn cũng đã được sắp đặt để làm những điều gì đó thật là ý nghĩa cho cuộc sống này, dù là cho những chú chó và những chú mèo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều với tấm lòng của mình. Và tôi tin là các bạn cũng đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người biết tới các bạn và đang xem chương trình ngày hôm nay. Bởi vì chó luôn luôn là một người bạn thân thiết nhất của con người. Một tràng pháo tay cho cặp tình nhân đúng là có tướng phu thê. Nếu cưới nhớ đăng ảnh trên mạng nhá, để chúng tôi còn biết like hoặc có thể đến chia sẻ với các bạn. Chắc chắn là các bạn sẽ có những tấm ảnh cưới có nhiều chó mèo nhất. Chắc chắn là như vậy. Còn bây giờ thì tôi xin được chia sẻ với câu chuyện của Nút Vàng YouTube. Bạn ấy cho biết là bạn đang làm những cái sản phẩm trên YouTube là về lĩnh vực nào? Hiện tại thì công việc của em là một streamer ạ. À, live streamer. Dạ, về game. Chủ yếu là những cái thể loại game như thế nào và dành cho đối tượng nào? Dạ, thường là game mà như Liên Minh Huyền Thoại. Tôi thì thực sự là tôi qua cái tuổi chơi game rồi, nên là tôi không biết nhiều. Cũng có thể là vì bạn ở lĩnh vực game nên là những người nghệ sĩ chúng tôi thật sự mà nói là cũng chưa được gặp nhiều và cũng không quen mặt. Nhưng bạn đương nhiên là cũng có những khán giả của riêng mình, bởi vì không đơn giản để có được nút vàng của YouTube. Và đây là hai vị khách mời cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đến với chúng tôi trong cái dịp cận kề Tết thế này. Vì thế mà họ xứng đáng nhận thêm một tràng pháo tay nữa. Wow. Chúc các bạn với những dự định trong cuộc sống của mình sẽ thành hiện thực và có thật nhiều may mắn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Quý vị khán giả đang đến với những giây phút cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Và lúc này thì chúng ta đang có một số tiền thưởng không những nhiều mà còn đẹp cho người chơi trong chương trình ngày hôm nay bởi sự xuất sắc, may mắn của mình. Và một lần nữa tôi khẳng định đây đúng là thánh game show. Lê Dương Bảo Lâm. Yeah. Với số tiền là 66 triệu và được để trong tài khoản của thẻ ATM Ngân hàng Giác Quan thứ 6. Trời ơi. Chiếc thẻ này còn có cả tên em luôn. Trời, in sao mà nhanh, hình như biết luôn hay sao á. Đấy. Wow. Em sẽ phải ấn một trong ba nút này, hoàn toàn liên quan tới trực giác. Chúng ta sẽ có ba màu nút vàng, đỏ và xanh. Rồi. Tương ứng với các trường hợp giữ nguyên tiền, trừ tiền và được cộng thêm tiền. Bây giờ hãy đưa thẻ vào trong đã nào. Rồi. Đã cho thẻ vào khay. Chính xác rồi.
Để kích hoạt thẻ, Lê Dương Bảo Lâm vui lòng bấm một trong ba nút ở bên dưới. 1, 2, 3. Chọn màu gì? Màu Tết là phải đỏ đi, màu đỏ. Giữ nguyên. Thưa quý vị, chúng ta đã có những giây phút thực sự là rất là đáng nhớ trong một chương trình cận Tết như thế này. Không chỉ với một số tiền 66 triệu, số rất đẹp. Nó là một kỷ lục của chương trình. Cho phép tôi thay mặt cho những người làm chương trình gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể các quý vị khán giả, những người đang xem truyền hình cũng như những người yêu mến chương trình Giác Quan thứ 6. Một năm Canh Tí vạn sự hanh thông, vạn điều may mắn và luôn luôn thành công. Năm 2020, Lê Dương Bảo Lâm xin chúc tất cả mọi người một năm Tí phát tài phát lộc, tiền xu đầy túi, tiền giấy chạy đầy bao. Khi ăn thì được khao, về nhà thì được rước tiền, thì vô ngõ trước hột sòn như ngõ sau. Nói chung tiền đầy túi, tình đầy tim. Năm Canh Tí tiền vô ký ký, tình yêu lúc nào cũng dí, và trên môi luôn nở nụ cười hí hí hí. Rồi, tới đây chị em chúng em xin được gửi đến quý vị khán giả một tiết mục rất đặc sắc. Xin mời chị. Dạ, năm mới tới đến rồi, em muốn chúc cho khán giả chúc năm mới nhiều tin vui, thiệt vui, vui ước mong khắp muôn nhà gầm điều may, điều may cầu một năm thân lời và phát tài, phát tài. Chúc kinh chung mỗi người đều gặp lành, gặp may. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Quý vị khán giả đừng quên giờ phát sóng của chúng tôi 12 giờ trưa chủ nhật hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Còn bây giờ, xin chào và chúc mừng năm mới. Cảm ơn nhãn hàng Sacos đã đồng hành cùng với chương trình.